Đường đua đến ngôi vị quán quân gương mặt thân quen 2022 phiên bản Song Ba đang sôi động hơn bao giờ hết. Song Ba đêm thi đầu tiên, hàng loạt màn hóa thân bùng nổ, đầy màu sắc đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuần này, màn hóa thân của các cặp thí sinh hứa hẹn sẽ đem lại những cảm xúc không thể quên. Mỗi lần mà hát là em chỉ bảo vâng, em biết thế rồi. Nam ca sĩ Daisy, cố nghệ sĩ Phi Nhung, ca sĩ Đan Trường, nhóm nhạc Ba Con Mèo, ca sĩ Phương Giang, ca sĩ Jemaris. Chào anh Đại Nghĩa, xin chào chị Thu Ngọc và Hoa Minh Vy. Những điều bất ngờ nào đang chờ đợi bạn trong tập 4 của Gương Mặt Thân Quen 2022? Đón xem Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản Song Ca phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.